Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lưu Diệc Phi chứng minh đẳng cấp bỏ xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Giản Sao 85. Lưu Diệc Phi luôn được công nhận là có địa vị cao hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Tuy không đóng chính nhiều phim truyền hình, thế nhưng các tác phẩm của Lưu Diệc Phi lại luôn được đánh giá rất cao. Gần đây nhất có thể kể đến Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió. Bên cạnh đó, diễn xuất của thần tiên tỷ tỷ trong mạng phim truyền hình cũng được đánh giá cao hơn hẳn điện ảnh. Điều đáng nói ở đây là dù tham gia ít phim dày tập hơn hẳn Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Giản Tiểu Hoa 85, thế nhưng địa vị của Lưu Diệc Phi luôn ở vị trí đầu bảng. Mới đây, Lưu Diệc Phi đã xác nhận sẽ tham gia dự án phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng. Trong bộ phim này, thần tiên tỷ tỷ hợp tác cùng dàn sao nam chất lượng như Đồng Đại Vi, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh. Dù chưa lên sóng, thế nhưng Câu Chuyện Hoa Hồng đã được đánh giá rất cao. Điều giúp Lưu Diệc Phi vượt qua các diễn hoa cùng lứa đó là không cần lo lắng về bạn diễn nam. Trong khi các diễn viên cùng lứa phải đóng cặp với các đàn em kém tiếng hơn, thì thần tiên tỷ tỷ lại quy tụ được cả một dàn sao nam đình đám lứa 8X. Trước đó, năm 9 trong Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi đóng chính cũng lần lượt là Trần Hiệu và Lý Hiện, những sao nam có diễn xuất tốt. Trái ngược với Lưu Diệc Phi, Giản Tiểu Hoa 85 lại phải đóng với các đàn em kém tiếng hơn, có thể kể đến như Dương Mịch hợp tác cùng Cung Tuấn ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng, Lưu Thi Thi đóng cặp với Trung Vân Long ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trúc Nghiệp hay Lưu Vũ Ninh với Nhất Niệm Quan Sơn, Đường Yên hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa ở Niệm Vô Song, Angela Baby đóng cặp cùng Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đóng chung với Vương Nhất Bác ở Hữu Phỉ. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân giúp Lưu Diệc Phi hoàn toàn lấn át Giản Hoa 85 là bởi cô không chạy theo lưu lượng mà chú trọng đến chất lượng phim. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.